gia đình đã nhiều đời làm nông rồi nên em cũng nên có thể phát triển hơn, do đó em luôn cố gắng học tập để đạt được những cái thành tích, và hơn hết là nó tạo tiền đề để sau này em vào những cái trường đại học để có những cái ngành nghề mình mong muốn ạ. Thực ra khi vào trường chuyên thì xuất phát điểm của em chưa được mạnh như các bạn, nhưng mà sau khi em quan em được thấy cái bảng vàng, em thấy là trường chuyên Hà Tĩnh từ trước đến giờ chưa bao giờ có nhận quốc gia văn hóa, nên em vẫn từ âm thầm phấn đấu làm sao để mình có thể là trở thành người đầu tiên ghi danh vào lịch sử là giải nhất quốc gia hóa đầu tiên của Hà Tĩnh, và đó là cái động lực cực kỳ to lớn để em quyết tâm từng ngày, và em đã làm được. Dạ, em cảm thấy rất là may mắn khi mình được sinh ra ở cái mảnh đất hiếu học Hà Tĩnh. Đó là một cái sự đó, nó truyền em rất nhiều động lực trong quá trình học tập cũng như là trau dồi bản thân và vươn lên trong cuộc sống ạ.